Xin kính chào các quý vị khán giả, các quý đồng nghiệp. Thì như chúng ta đã biết, ung thư đại trực tràng là một ung thư chiếm tỷ lệ rất là lớn trong cái tỷ lệ các bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Tính trên toàn thế giới theo đánh giá của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới thì nó hiện đang chiếm tỷ lệ mắc đứng thứ 3, thứ 4 và tỷ lệ tử vong đứng thứ 4 thế giới. Ở tại Việt Nam thì tỷ lệ này nó chiếm khoảng đứng thứ 5 ở cả hai giới và có một tỷ lệ tử vong cũng khá cao, xếp thứ 3. Đây là cái sơ đồ về cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam của chúng ta đối với ung thư đại trực tràng. Vậy thì những yếu tố nguy cơ nào ảnh hưởng đến bệnh lý ung thư đại trực tràng này? Chúng ta cần phải đến thứ nhất, đó là những cái hội chứng về di truyền như là bệnh lý đa polyp di truyền, yếu tố gia đình, hay chúng ta viết tắt là chữ FAP. Cái thứ hai là hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền không phải là polypo, đó là hội chứng Lynch. Cái thứ ba nữa cũng rất hay nhắc đến, đó là cái tình trạng bệnh lý viêm loét đại trực tràng mãn tính, loạn sản, dị sản. Rồi ngoài ra thì còn có một số những yếu tố nguy cơ mà không thể thay đổi được, ví dụ như là tuổi, như là giới, như chủng tộc. Tôi đi vào cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta hay gặp nhất trên lâm sàng đối với bệnh lý ung thư đại trực tràng có yếu tố di truyền, đó là hội chứng di truyền yếu tố gia đình FAP, Familial Adenomatous Polyposis, và cái thứ hai là hội chứng Lynch. Thì đây là cái cơ chế sinh ung thư, đó là gì? Đó là các tác nhân sinh ung thư, tác nhân vật lý, tác nhân hóa học, tác nhân sinh học sẽ tác động vào các gen. Đó có mấy cái loại gen, đó là gen kháng ung thư, bao gồm có gen APC, có gen RAS, có gen có gen P53, và các cái gen kiểm soát sửa chữa ADN như là gen MSH2 và MLH1. Thì các cái tác nhân này sẽ tác động vào hai cái loại gen trên và biến các cái tế bào biểu mô bình thường trở thành các tế bào ung thư, và từ đó sẽ hình thành các cái khối u, và sau đó khối u tiến triển dần dần và biểu hiện thành các cái biểu hiện di căn. Về bệnh lý ung thư đại trực tràng di truyền, yếu tố gia đình, đó là bệnh FAP. Thì bệnh này đặc trưng bởi tình trạng gì? Bởi tình trạng có khoảng trong lòng cái khung đại trực tràng của người bệnh có trên 100 polyp. Và người ta đánh giá là tuổi càng cao thì cái nguy cơ của một trong số một hoặc nhiều trong số các cái polyp này sẽ trở thành tế bào sẽ trở thành ung thư là gần như 100%. Cái bệnh thứ hai liên quan đến yếu tố di truyền, đó là bệnh lý hội chứng Lynch, hay còn gọi là bệnh lý ung thư đại trực tràng mà không phải polyposis. Thì bệnh lý này nó liên quan, nó chiếm khoảng 1% các cái xin lỗi. Đây, xin lỗi các bạn, đây là cái hình ảnh tổn thương đặc trưng của bệnh lý polyposis. Như các quý đồng nghiệp có thể thấy là trong khung đại tràng của bệnh nhân rất nhiều polyp, nhiều mình nó nhiều như nhung vậy. Đây là tình trạng rất là điển hình của cái tổn thương polyposis. Và ngoài ra thì cái biểu hiện này nó chiếm khoảng 1% trong tổng dân số, và điển hình bởi có trên 100 polyp. Và thường biểu hiện bệnh hay gặp ở lứa tuổi rất là trẻ, từ 20 đến 40 tuổi. Và cái đặc điểm của nó, đó là nó có các cái polyp này từ rất là nhỏ, từ khoảng tầm vài tuổi thôi là biểu hiện cái polyp này đã có rồi. Và thường thì 90% sẽ diễn biến trở thành ung thư trước tuổi 45. Và cái biểu hiện của cái bệnh lý này là do đột biến của cái gen sinh thư, gen kháng ung thư là gen APC. Các cái biến thể của cái hội chứng FAP này nó có các hội chứng gì? Đó là hội chứng Gardner, hội chứng Pozzoger, hội chứng Thucot. Đây là cái biểu hiện của cái hội chứng Pozzoger trên lâm sàng, bao gồm có rất nhiều polyp trong lòng khung đại tràng cũng như là có dối loạn sắc tố ở vùng môi, vùng miệng. Quay trở lại, đây là cái đại tràng trên đại thể mà bác sĩ chúng tôi mổ cắt ra. Và như các vị, như các bạn có thể thấy, như các quý đồng nghiệp có thể thấy là gì, toàn bộ cái niêm mạc của đại tràng là bị biến đổi hoàn toàn. Rồi, về bệnh lý hội chứng Lynch. Hội chứng Lynch này thì nó chiếm khoảng 5% trong tổng số các bệnh lý ung thư đại trực tràng, trong tổng số các bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Và nó do cái gen đột biến, cái gen sửa chữa là gen MSH2
và MLH1. Nó bao gồm có hai hội chứng Lynch. Lynch 1 đó là hội chứng đại tràng, có Lynch 2 là hội chứng ngoài đại tràng. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Amsterdam thì nó có nguyên tắc là 3-2-1, tức là có ít nhất 3 thành viên, trong đó là có một người mắc là có quan hệ bậc 1. Thứ hai là nó phải có ở ít nhất 2 thế hệ và có ít nhất 1 thành viên mắc ung thư trước tuổi 50. Rồi, một cái biểu hiện bệnh lý liên quan rất là nhiều tới bệnh lý ung thư đại trực tràng nữa, đó là tình trạng viêm loét đại trực tràng. Người ta đánh giá là nếu như bệnh nhân có tình trạng viêm loét đại trực tràng thì cái tỷ lệ nguy cơ mắc ung thư là tăng gấp gần 10 lần so với những người bệnh không có biểu hiện bệnh lý viêm loét đại trực tràng. Và một bệnh lý nữa cũng khá là hay được nhắc đến trong y văn, đó là bệnh lý Crohn. Và nếu như người bệnh có tình trạng biểu hiện bệnh lý Crohn thì cái tần suất, cái nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng lên gấp đôi. Đây là biểu hiện của cái tình trạng bệnh lý viêm loét đại trực tràng mà qua thăm khám trên lâm sàng chúng tôi có ghi nhận được tại bệnh viện ca. Đây, các quý vị có thể thấy là các cái tổ chức dịch viêm ở trong toàn bộ khung đại tràng chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn, khiến cho người bệnh có cái cảm giác là gì, rối loạn đường tiêu hóa rất là nhiều, mà uống rất nhiều thuốc không có khỏi. Đây là biểu hiện của cái tổn thương bệnh lý Crohn hay gặp ở cái vị trí ở vùng manh tràng và biểu hiện bởi cái tình trạng là bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng và rối loạn tiêu hóa hay gặp là đi ngoài, phân lỏng. Về yếu tố nguy cơ của ung thư đại tràng thì người ta đánh giá là thường hay gặp ở lứa tuổi trên 50. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì chúng tôi nhận thấy là cái tỷ lệ mắc ung thư ở người trẻ, thậm chí là tuổi dưới 20 cũng khá là nhiều. Và nó thường là liên quan đến những cái bệnh lý mà như bác sĩ Nam có chia sẻ ở phía đầu chương trình. Và hay gặp ở nữ nhiều hơn ở nam nếu như là ung thư đại tràng. Thế còn ung thư trực tràng thì hay gặp ở người nam nhiều hơn. Rồi, về yếu tố nguy cơ nữa có thể thay đổi được, đó là yếu tố béo phì, yếu tố lạm dụng rượu, lạm dụng thuốc lá, và yếu tố cũng rất quan trọng đó là yếu tố dinh dưỡng. Về sàng lọc thì người ta khuyến cáo là gì? Các người bệnh có những yếu tố nguy cơ kể trên thì nên được sàng lọc, nên được khám tiêu hóa thường quy 1 năm 1 lần, thăm trực tràng. Thế còn sau tuổi 50 thì nên xét nghiệm máu tiềm ẩn trong phân 1 năm 1 lần và nên soi đại trực tràng khoảng 5 năm 1 lần. Với những đối tượng mà nguy cơ cao như những người bệnh mà trong gia đình có người bị mắc FAP, có hội chứng Lynch hay là có viêm đại trực tràng mãn tính thì sao? Thì nên nội soi đại trực tràng có sinh thiết khoảng từ 1 đến 2 năm một lần đối với những người có viêm loét đại trực tràng mãn tính. Còn đối với những người được chẩn đoán là FAP hoặc hội Lynch thì nên nội soi đại trực tràng từ trước tuổi 40, thậm chí là trước tuổi 20. Rồi, tôi xin phép đi nhanh qua phần giải phẫu bệnh. Về dấu hiệu và các triệu chứng lâm sàng thì người bệnh có những dấu hiệu cơ bản. Thứ nhất, hay gặp nhất đó là rối loạn về bài tiết phân, bao gồm có hội chứng lỵ, có dấu hiệu đi ngoài phân lỏng hoặc là đi ngoài phân nhầy mũi, thậm chí ở giai đoạn muộn thì bệnh nhân có thể gặp cái tình trạng là tắc ruột hoặc là bán tắc ruột. Và trên lâm sàng thì cũng có không ít những trường hợp mà chúng tôi khám bệnh nhân có chia sẻ là có thể tự sờ thấy khối trên bụng. Đó có thể là cái khối u hoặc cũng có thể là cái khối có thể là cái khung đại tràng giãn khi mà bệnh nhân có biểu hiện tình trạng bệnh lý tắc ruột, nhất có thể tự sờ thấy. Về tình trạng toàn thân thì người bệnh có thể có trong cái tình trạng bệnh cảnh chung, đó là thiếu máu, mệt mỏi, gây sút cân. Thăm khám thực thể thì thấy rằng gì, nếu như u ở trực tràng thì chúng ta có thể sờ thấy đối với cái u ở cách cái rượu môn khoảng tầm từ 8 đến 10 cm, trong vòng 8 đến 10 cm. Ngoài ra thì có thể thậm chí sờ thấy u ở những vị trí ở trên thành bụng, nối với u rất là to. Trong giai đoạn mà lan tràn thì chúng ta có thể sờ được các cái hạch như hạch cổ trái, có thể sờ thấy các cái dịch cổ bụng, dịch cổ trướng, vân vân. Và trong những trường hợp mà bên có biến chứng như là biến chứng tắc ruột hay biến chứng thủng thì chúng ta có thể thăm khám được rất là rõ ràng ở trên lâm sàng. Cái động tác trên lâm sàng rất quan trọng đối với cả các nhà phẫu thuật như tôi cũng như là các bác sĩ về khám hậu môn trực tràng, đó là cái động tác thăm trực tràng. Đây là động tác không thể thiếu được để đánh giá cái tình trạng bệnh lý tổn thương của vùng hậu môn trực tràng nói chung và bệnh lý ung thư trực tràng nói riêng.
Người bệnh sẽ có những cái tư thế nào? Có khoảng 4 tư thế, đó là gồm có tư thế nằm ngửa, hai chân gập vào bụng và cẳng chân thì gập vào đùi, hoặc là tư thế nằm nghiêng, hoặc cũng có thể là tư thế quỳ như các bạn có thể thấy trên hình. Về triệu chứng thì nó có một sự khác biệt nhỏ nhỏ giữa ung thư đại tràng bên phải, đại tràng bên trái cũng như trực tràng. Đó là gì? Đó là đối với đại tràng phải thì thường cái triệu chứng diễn biến từ từ và hay có cái dấu hiệu có cái hội chứng gọi là chứng Koenig, hội chứng bắn tắc ruột, tức là bệnh nhân đau bụng quặn thành cơn, sau đó bệnh nhân bệnh nhân đánh hơi thì sau khi đánh hơi xong thì mới cảm thấy bụng nhẹ dễ chịu hơn. Thế còn đối với đại tràng trái thì sao? Thì đa phần đại tràng trái thì cái biểu hiện đại thể của nó là u thể chít hẹp vòng nhẫn, do vậy biểu hiện điển hình của nó đó là tắc ruột cấp tính. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu táo bón và có thể có kèm theo ỉ lỏng và đau bụng. Đối với trực tràng thì hay gặp cái tổn thương dạng loét và bệnh nhân sẽ có biểu hiện điển hình đó là ỉa ra máu, máu đỏ tươi và có thể có dấu hiệu tắc ruột. Ngoài ra thì đối với trực tràng thì nó có thể có chèn ép vào bàng quang hoặc là chèn ép vào tử cung. Và đối với trực tràng thì chúng ta có một cái thao tác thăm khám rất đơn giản nhưng rất hiệu quả, đó là thăm trực tràng có thể sờ thấy u. Về chẩn đoán điện quang thì chúng ta có thể có các cái phương pháp nào? Đó là chúng ta có thể chụp baris khung đại tràng hoặc là chụp đại tràng có đôi quang kép. Tuy nhiên, đây là cái xét nghiệm mà đã được áp dụng từ rất là lâu rồi và thời điểm khoảng độ 20 năm trở lại đây thì cái biện pháp nội soi ống cứng đối với ung thư trực tràng hay nội soi ống mềm đối với ung thư đại tràng đã thay thế cho cái biện pháp chụp khung đại tràng có cản quang này. Qua nội soi chúng ta có thể nhận định được là có u hay không có u, có tổn thương nào khác kèm theo hay không. Thậm chí qua nội soi chúng ta có thể bấm sinh thiết để làm giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng cho việc đặt bút chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Và tuy nhiên nội soi cũng có một hạn chế, đó là gì? Đó là trong những trường hợp mà người bệnh vào viện với tình trạng bệnh lý biểu hiện tắc ruột hoặc là thủng thì chúng ta lại không thể nào chỉ định cho người bệnh làm nội soi được. Trong tình huống đó chúng ta lại phải lựa chọn các cái phương pháp khác. Đây là hình ảnh nội soi đại trực tràng như chúng ta, như các quý đồng nghiệp chúng ta cũng đã thực hành lâm sàng rất nhiều rồi. Các cái tổn thương có nội soi bao gồm có những tổn thương dạng polyp, tổn thương dạng loét phẳng, có tổn thương dạng sùi và có tổn thương dạng thâm nhiễm. Rồi cái chẩn đoán cận lâm sàng tiếp theo bác sĩ Nam muốn nhấn mạnh với các quý đồng nghiệp, với các quý vị, đó là cái xét nghiệm siêu âm nội trực tràng. Cái siêu âm nội trực tràng này nó đưa được bụng để đánh giá tình trạng ngoại trừ tổn thương tại chỗ của vùng đại trực tràng thì còn đánh giá thêm cả các cái tổn thương khác nữa về gan, về phúc mạc, về phổi. Đó là đánh giá giai đoạn M. Đây là hình ảnh tổn thương trên siêu âm nội trực tràng. Các quý đồng nghiệp có thể thấy được, chúng ta có thể phân biệt rất rõ được các thành, các lớp và qua đó có thể đánh giá được rất là chính xác về giai đoạn T cũng như là thậm chí là giai đoạn N trên siêu âm nội trực tràng. Đối với các cái đặc điểm của hạch như là hạch hình tròn hay hạch hình oval, có nghi ngờ hạch di căn hay không. Thứ hai là bờ có đều có liên tục hay không. Thứ ba là và cấu trúc của vùng tủy, vùng vỏ rõ ràng hay không, thì đó là một cái đặc điểm giúp chúng ta có thể phân biệt được hạch đó có nguy cơ hạch di căn hay không di căn. Về chẩn đoán thì ngày trước chúng ta có sử dụng cái chẩn đoán theo đích. Đây là một chẩn đoán đánh giá khá là nhanh và đơn giản để giúp cho cái việc chỉ định điều trị rất là tiện lợi. Thế tuy nhiên theo xu thế của thế giới thì hiện nay chúng ta áp dụng chủ yếu là giai đoạn theo TNM của AGCC, đó là khối U, T, hạch N và di căn xa M. Cái này thì xin phép bác sĩ Nam xin được đi nhanh qua vì chúng ta không có nhiều thời gian. Rồi, có một cái chẩn đoán rất là quan trọng theo York Mason đối với ung thư trực tràng. Vì sao lại quan trọng? Vì đây là cái chẩn đoán dựa vào cái độ nhạy cảm của nhà lâm sàng qua cái việc thăm khám hậu môn trực tràng. Ở giai đoạn 1, tức là gì, u di động so với cả thành trực tràng, thì giai đoạn này thì giúp cho nhà phẫu thuật viên khẳng định là bệnh nhân có thể
can thiệp ngoại khoa có thể mổ được. Giai đoạn 2 là u vẫn còn di động so với cả tổ chức xung quanh, giai đoạn này chúng ta vẫn có thể can thiệp bằng ngoại khoa. Giai đoạn 3 là giai đoạn u đã di động hạn chế rồi. Đối với giai đoạn 3 này thì các nhà ngoại khoa như tôi thì sẽ chỉ định cho người bệnh là sẽ phải điều trị bằng hóa chất và xạ trị tiền phẫu, rồi sau đó thì chúng ta mới quay trở lại để mổ sau. Còn giai đoạn 4 là giai đoạn cố định, thì giai đoạn này thì nó có thể nó sẽ hướng đến cho chúng ta là gì, có thể tổn thương của người bệnh đã có những cái di căn xa rồi, di căn phổi, di căn gan rồi. Thì đây là cái đánh giá lâm sàng, cái chẩn đoán lâm sàng rất là quan trọng mà bất kể một nhà ngoại khoa nói riêng hay là nhà ung thư nói chung cũng không thể bỏ qua được khi mà thăm khám hậu môn trực tràng. Và đây chính là cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh trong cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay về cái việc chẩn đoán ung thư trực tràng trên lâm sàng cũng như là trên các phương tiện trợ cận lâm sàng. Thì rất là cảm ơn các quý đồng nghiệp đã theo dõi. Xin cảm ơn.